chào, tôi tên là Minh Yến đến từ trường Đại học Cát Xế Măn Địt. Hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đến thăm trường Đại học Cát Xế Măn Địt. Trường nằm trong thành phố Bangkok. Trường Đại học Cát Xế Măn Địt là một trong những trung tâm giáo dục phát triển của Thái Lan. Đặc biệt, trường được xây dựng rất gần sân bay quốc tế Suvarnabhumi. Trường Đại học Cát Xế Măn Địt bao gồm hai cơ sở Lông Cao và cơ sở Battalakan. Trường đại học có thể mang lại cho các bạn một môi trường học tập với đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Khoảng cách từ cơ sở Lông Cao đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi chỉ khoảng 13 km. Đặc biệt, xung quanh trường Đại học Cát Xế Măn Địt có rất nhiều trung tâm thương mại khác nhau như Big C, Carrefour và Lotus. Đó là những thuận lợi mà sinh viên sẽ có được khi theo học ở trường Đại học Cát Xế Măn Địt. Tiếp theo, tôi sẽ đưa các bạn đến thăm cơ sở đầu tiên của trường có tên là Battalakan. Cơ sở Battalakan nằm cách nơi đây khoảng 25 km. Cơ sở là nơi đào tạo các hệ cử nhân, cao học và tiến sĩ. Việc đi lại đến trường rất thuận lợi bởi trường nằm trên trục đường chính, hàng ngày có rất nhiều loại phương tiện giao thông công cộng qua lại. Ngoài ra, trường còn sắp xếp nhiều xe buýt đưa đón sinh viên miễn phí giữa hai cơ sở liên tục trong ngày. Vâng, sau khi giới thiệu quang cảnh của trường ở cả hai cơ sở, tôi xin đưa các bạn đến thăm từng địa điểm trong trường một cách chi tiết hơn. Minh Yến xin được nói trước rằng nơi đây rất đặc biệt so với những nơi khác. Nào, chúng ta cùng đi xem. Tòa nhà đầu tiên là tòa nhà văn phòng cao 15 tầng, là nơi dành cho các bộ phận, các phòng quản lý của nhà trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên và phụ huynh. Và đây là phòng tiếp nhận sinh viên đăng ký học, phòng hành chính, cơ quan đăng ký và kiểm tra kết quả. Còn đây là phòng cho sinh viên vay tiền trực thuộc ban quản lý việc hỗ trợ và trao học bổng cho sinh viên. Trường Đại học Cát Xế Măn Địt có nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên khác nhau như cho sinh viên vay tiền đi học, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các hoạt động thể thao, hỗ trợ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Tòa nhà này được gọi là tòa nhà số 2, có 12 tầng. Các phòng học được thiết kế để trở thành một trung tâm học tập khép kín. Khu vực bên dưới là khu vực bán hàng với cửa hàng bán sách của trường, cửa hàng in, photo, tài liệu, cửa hàng cho thuê sách. Còn đây là cửa hàng bán kem, cửa hàng bán đồ mỹ phẩm, cửa hàng ăn vệ sinh sạch sẽ với giá cả phải chăng. Các bạn chắc rất tò mò muốn biết phòng học trông như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng lên xem nhé. Chúng ta bắt đầu đi xem từ tầng 12, là tầng cao nhất của tòa nhà. Đây là phòng studio lớn nhất của khoa báo chí. Tuy nhiên, cần phải nói trước là bên trong rất lạnh. Chúng ta cùng vào xem nhé. Khu vực tầng 12 này còn có kế hoạch sẽ xây dựng thành một trung tâm biểu diễn nghệ thuật khép kín, bao gồm phòng tập biểu diễn, nhà hát, phòng quay phim. Đây là phòng tập ở khu vực tầng lửng. Ngoài các phòng thực hành về lĩnh vực truyền hình hay truyền thanh, nhà trường còn có nhiều phòng thực hành trên các lĩnh vực khác nhau như thông tin truyền, tuyên truyền, quảng cáo, phòng máy tính hiện đại dành cho lĩnh vực thông tin.
tiếp theo chúng ta sẽ xuống tầng 7 để thăm phòng thực hành chuyên ngành phục vụ hàng không. Trước cửa phòng thực hành chuyên nghiệp vụ hàng không, sinh viên học chuyên ngành này được thực hành từ cách đặt mua vé máy bay, hệ thống quản lý dịch vụ có liên quan đến lĩnh vực hàng không. Chúng ta cùng đến xem phòng học không khí trong lớp học như thế nào nhé. Còn đây là máy bay của trường đại học Cát Xếm Bán Điện. Sinh viên thực hành trên mô hình máy bay. Sảnh làm thủ tục lên máy bay tại sân bay. Sảnh kiểm tra vé trước khi lên máy bay. Trường Đại học Cát Xếm Bán Điện còn có phòng dịch vụ Internet miễn phí cho sinh viên. Ngoài ra, Trường Đại học Cát Xếm Bán Điện còn là nơi tổ chức thi cấp chứng chỉ TOEFL. Khu vực tầng 3 là nơi dành cho các phòng thực hành trên lĩnh vực thời trang. Sinh viên học thiết kế trên máy tính. Đây là phòng mô hình dự án. Sinh viên khoa luật thực hành dự án trong phòng này. Phía bên trên là thẩm phán đang thẩm vấn bị cáo. Sinh viên chuyên ngành nghiệp vụ khách sạn và du lịch thực hành tại đây. Đây là thư viện hiện đại với rất nhiều sách. Trường còn có rất nhiều phòng học được thiết kế theo nhiều cách khác nhau. Phía sau tôi là tòa nhà dành cho kỹ sư thực hành trên lĩnh vực kỹ thuật. Đây là phòng thực hành của sinh viên khoa kỹ sư chế tạo máy, kỹ thuật máy. Phòng thực hành quy trình mạ kẽm kim loại. Phòng thực hành dành cho sinh viên chuyên ngành kỹ sư xây dựng. Tòa nhà này được xây dựng mới dành riêng cho khoa kỹ thuật học. Ngoài việc học tập trong phòng, sinh viên còn có các hoạt động thi đấu thể thao, các công trình thể thao như bóng rổ, sân bóng đá, bể bơi, khu bowling góp phần làm tăng niềm vui trong học tập của sinh viên trường Đại học Cát Xếm Bán Điện. Sau khi đã đi tham quan nhiều nơi, chúng ta cảm thấy như thế nào? Có thể nói rằng mọi thứ đều rất hiện đại, đầy đủ, là môi trường tốt cho việc học tập tiếp theo. Chúng ta cùng đi xem đời sống của sinh viên nơi đây. Còn đây là ký túc sinh viên, có tất cả 4 tòa nhà. Mỗi tòa nhà ký túc có đến 440 phòng ở, bên trong phòng rất tiện nghi như ở trong một khách sạn. Ở đây ở 2 người một phòng, có nhà vệ sinh khép kín, có nội thất đầy đủ. Các bạn có thể lối Internet Wi-Fi ở mọi tòa nhà. Có hệ thống bảo vệ an ninh cho toàn bộ tòa nhà. Có gắn máy camera ở tất cả các tầng, cửa ra vào tòa nhà sử dụng thẻ thông minh, card. Và đây là khung cảnh khác của trường Đại học Cát Xếm Bán Điện. Nơi đây quả thực là địa điểm tốt cho sinh viên học tập, bởi vì điều kiện cơ sở vật chất là yếu tố quan trọng hỗ trợ việc học tập của sinh viên.